Rồi, hello, chào tất cả anh em ha. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Mỹ Mô Tô nha anh em. Thì hôm nay cũng tiếp tục anh em ơi. Mình có trở lại cái địa chỉ là 169 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Và số điện thoại ở đây á là 0976 741 725 nha anh em. Đó, đây là tiệm xe của anh Phong nha anh em. Chuyên mua bán và trao đổi các dòng mô tô nha anh em. Đó, anh em cứ từ từ theo dõi mình ha. Thì mình sẽ từ từ vào trong mình tham khảo giá cả xem như thế nào nha anh em. Đó, thì hôm nay thì mình nghe nói cũng có giảm mạnh cho anh em ha, về các dòng ô tô rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ đi từ từ vào trong nha anh em. Anh em cứ từ từ theo dõi mình ha. Thích hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video thật hay cho anh em xem ha, về các dòng ô tô nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay mình đến đây cũng chắc trưa anh em ơi, cho nên anh chủ ảnh ảnh đang nghỉ trưa đó anh em. Thì mình sẽ báo giá cho anh em tham khảo ha, nhanh chóng thôi, anh em cứ từ từ theo dõi ha. Đó, mình đã báo giá tất cả cho anh em luôn. Chiếc này là 22 triệu nè các bạn. Cái này là không biết kêu bằng cái gì luôn á, gì beo sao ha. Các bạn nào chơi những cái dòng xe ô tô thì giờ thì cũng biết ha, hãy thông cảm cho mình nha các bạn. Ở kế bên là 36 triệu nha anh em. Thì ở đây thì anh cũng có hỗ trợ cho các bạn, cũng có trả góp nha anh em. Đây Benelli nè, Benelli này là 28 triệu chín nè các bạn. Anh em cứ xem từ ha. Thì kế bên là đây cũng là Benelli luôn mà 23 triệu đệ 018 nha anh em. Đó, bên đây là MXX giá là 38 triệu đệ 017. Ở trong đây thì cũng có nè anh em. Còn 22 triệu 9 đời 2014 này anh em. Đó, xe rất là đông luôn. Đó. CBG nè anh em. Cho 50 ha. Xe này thì 46 triệu 9 nha anh em. Đây thì 37 triệu chín luôn nha. Đó, anh em cứ xem xe ha. Rồi GSXS là 46 triệu đề 018 nha anh em. 46 triệu chín. Xe thì mình dòm thấy cũng có rất là mới nha anh em, cũng còn mới nhưng mà nó dàn áo thì nó cũng hơi chạy xước sơ sơ ha. Không có đáng kể nha anh em. Rồi 25 triệu chín luôn. Triệu chín nha anh em. Thì bữa nay cũng dắt chưa, mình không có thiện nổ máy cho anh em nghe. Để anh em cứ thông cảm ha. Và có nhu cầu thì cứ đến đây mình xem xe, mình test máy, mình ưng thì mình lấy ha anh em. Ở đây cũng rất là nhiều cái dòng mô tô luôn, anh em tha hồ lựa chọn ha. Đây W175 nè anh em, 54 triệu 9. Đời 2018 nha anh em. 47 triệu 9. Benelli. Kế bên là 40 triệu 900 nha anh em. CBG nữa nè anh em.
G15V2 cũng còn nha anh em. Những cái con GSX cũng còn rất là nhiều ha. Ngay G15V2 ngoài này thì 47 triệu 9 nha anh em. Trong thì 45 triệu. Đó. Rồi, con Raider Sunker nè anh em. Con này là giá 24 triệu 900 nha anh em. BS Tôm. Đó, BS Tôm nè. Giá là đời 27, giá là 35 triệu 9. Đây tiếp theo là KVG nha anh em. Box City. 27 triệu 900 nha anh em. Rồi, GFX Demon. Động cơ là 150, giá 46 triệu 9. Đời 2019 nha anh em. Đây G15V2 nè, 51 triệu 9 nha anh em. Lên giàn áo quá đẹp luôn nè. Kế bên là con CBG 150, giá là 45 triệu 9 nha anh em. Tiếp theo là những cái con G15V3 nha anh em, giá 65 triệu 9. Con đầu tiên nè, màu đen nè ha. Kế bên luôn là 66 triệu 9, đại 019 luôn nha anh em. G15V3 64 triệu 9, đại 018 luôn ha. Xe như mới nha anh em. Rồi, GFX Demon luôn, 47 triệu 900. Đó, những cái dòng Demon nè anh em. Demon này là 38 triệu 9 nè. Đại như mini ha, ô tô mini nha anh em. Demon biển 47 bắt mắt. Demon là nào? Đó. Đó, G15V3 đời 2019 giá là 65 triệu. Ha. 65 triệu 9. TFX là 50 triệu 9 nha các bạn. Cơ cho 50 ha. Đây thì GSX 55 triệu 9 anh em, đời 2018 nè. G15V3 là 59 triệu, 66 triệu 9. Đó. Từ tầm 50 đổ lên nha các bạn. Là các bạn có G15V3 ha. Rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ báo giá nhanh tổng tổng cho anh em tham khảo ha. Anh em có nhu cầu thì đến đây mình xem xe cho nó kỹ hơn. Tại vì video mình quay cũng không kỹ gì mấy ha. Anh em cũng thông cảm mình nha anh em. Và nhớ cho mình một like và để mình có động lực mình làm những video tiếp theo ha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. GSX 56 triệu 9 đời 2018 nha anh em. Có đi tem chùm. Rồi, kế bên luôn. Kế bên là 52 triệu 900 đời 2018 luôn anh em ơi. GSX luôn nè, 57 triệu 9 đời 2019 luôn ha. Màu đen, nhám. Đây 57 triệu 900. GSX nha các bạn. GSX thì số lượng còn rất là đông nha các bạn. 57 triệu 9 đời 2019 luôn nha các bạn.
con màu trắng đỏ nha. Đó, G15 V3 nè các bạn, 63.900 nha. Đó thì hồi nãy giờ mình cũng xem giá cả tổng cái kho nha các bạn, còn thiếu bên đây thôi ha. Hẹn các bạn clip sau mình sẽ làm giá bên đây nha các bạn, báo giá cho anh các bạn xem. Rất là nhiều cái dòng mô tô đa dòng nữa các bạn, tha hồ các bạn lựa chọn ha. Đó, động cơ từ 125 cho đến 500 nha các bạn. Đó thì video mình chỉ làm tới đây thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo nha anh em. Rồi.